tình tiên ổn chứ? Ngày mai là thực thi lệnh giam giữ rồi, còn nữa sẽ quyết định liệu có bắt giữ hay là không đó. Anh hy vọng sẽ bị bắt giữ sao? Sức khỏe của người già nó thành ra như vậy thì thật không được đâu. Cứ coi như là lệnh bắt giữ đi nữa thì cũng nên tạm dừng thi hành luật chứ. Tại sao tiền lại có lợi? Không phải là cần dùng đến những chuyện như vậy sao? Kim Thái Thịnh thế nào rồi? Cháu còn lo lắng là cô sẽ không đến nữa. Chủ tịch Trương đâu ạ? Đang ở trong phòng hội nghị, là cô muốn ra ngoài một chút thôi. À, mà con đã đưa kết quả giám định cho Ngân Tú chưa? À, dạ, cháu đã đưa rồi ạ. Cô ấy cũng tên là cô là mẹ đẻ của cô ấy đó. Nhưng mà hình như còn rất nhiều chuyện khiến cô ấy đang do dự. Bên nhà ngoài cũng là vấn đề ạ. Ừ, cô hiểu được điều đó mà. Tự nhiên xuất hiện một người mẹ đẻ nữa. Cô đừng lo lắng mà. Cho dù thế nào đi nữa, cháu cũng sẽ giúp cô gặp mặt cô ấy mà. Cảm ơn con. Nhưng mà con đã nói với Ngân Tú là cô là ai chưa? Đã lên mạng điều tra về thông tin của cô ấy rồi à. Biết được cô ấy là người rất xuất sắc, cho nên là trong lòng cảm thấy yên tâm một chút. Vậy sao? Cô cũng thực sự rất nhớ Ngân Tú. Gần đây ngày nào cũng nằm mơ thấy Ngân Tú hết. Hình dáng lúc nó 6 tuổi, khoảnh khắc cô đưa con bé đến cô nhi viện, đứa bé nắm chặt lấy vạt áo của cô. Lúc nào cô ngủ cũng nằm mơ thấy nó. Cô à, nhưng mà Trương chủ tịch đã quyết định chưa ạ? Cô cũng đã cố gắng hết sức thuyết phục ông ấy rồi. Nhưng mà cho dù là vợ chồng đi chăng nữa, có thương yêu nhau thế nào đi nữa, thì cũng không thể ép buộc ông ấy được. Vậy thì vẫn chưa có quyết định à? Ừ, cô đoán là ông ấy sẽ quyết định giờ phút cuối cùng. Thì chúng ta làm sao? Không thể nào được chứ. Chắc chắn là sẽ bị xào rồi. Chúng ta là cái gai trong mắt mà. Sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ôi, phải làm sao? Tôi thật sự có 4 đứa con. Nếu như là lũ trẻ nhà tôi học trung học và đại học, thì dù tôi có chết thì cũng phải ở lại đây mới được. Ông trời ơi, xin phù hộ cho tôi với. Anh đừng có lo, phó chủ tịch của chúng ta nhất định sẽ trở thành chủ tịch thay thế mà. Chủ tịch Trương cũng có cổ phần lớn tại công ty này của chúng ta. Đã về tay của Mẫn đương nhiên. Là ai nói vậy? Là ai nói? Là thành viên dự bị của tổ dự án đã nói. Khi đến phòng giám đốc nghe dặn dò đã nghe như vậy. Không phải đâu. Hôm qua chính quân đã đi gặp chủ tịch Trương. Hai người bọn họ nói chuyện rất là lâu. Lời nói của những người thành công như vậy rõ ràng là đã ra quyết định rồi. Tôi tin chắc là như vậy. Nói thật thì về mặt năng lực mà nói, giám đốc Mẫn Đông Nhiên cũng còn giỏi hơn. Phó chỉ cần là chuyện tiền bạc còn quá giám đốc Mẫn để nước lửa không phân chỉ rồi. Chỉ cần là chuyện tiền bạc thì giám đốc Mẫn Đông Nhiên giỏi hơn nước lửa không phân. Dương Thủy Tinh, cái miệng của cô. Cô điên rồi hả? Thôi làm việc đi. Ông đừng lo lắng. Không cần nhìn cũng biết là chính quân sẽ ngồi lên vị trí chủ tịch mà. Chủ tịch Trương, dù cho có nhìn lệch lạc như thế nào, thì cũng không thể để cho Mẫn Đông Nhiên ngồi lên chủ tịch đâu. Ông cũng đã giải thích Mẫn Đông Nhiên là con người như vậy rồi. Vẫn còn có thể cho Mẫn Đông Nhiên ngồi lên chủ tịch được sao? Uống thuốc đi. Ông mau uống thuốc đi. Chủ tịch à? Ông à? Mau mang đi. Ôi trời ơi, ông à, nếu như ông cứ lo lắng như vậy mãi, ảnh hưởng tới sức khỏe của ông đó. Tuấn Hy đâu? Thuận Tử đi đón nó rồi. Cũng đã khiến cho Thuận Tử và Tuấn Hy
mệt mỏi lắm đó. Dù có cho tài xế Park đi như thế nào thì thời tiết nóng như vậy khiến cho Tuấn Huy thượng tử chịu khổ rồi. Thế nào rồi? Vẫn cứ hôn mê chưa chịu tỉnh lại. Thật là điên mất đi. Tại sao lại đánh người ta ra rung nổi như vậy chứ? Đợi kịp thấy Thịnh tỉnh lại đã, rồi mới có thể bắt Mẫn Đông Nhiên được. Anh à, nếu như Mẫn Đông Nhiên leo lên được vị trí chủ tịch, dù có thế nào cũng sẽ tránh khỏi được việc điều tra. Không thể nào như vậy. Đại Hàn Dân Quốc vẫn còn có pháp luật mà. Sao lại như con vậy? Con người đó là kẻ cho rằng không gì mà tiền có thể không mua được cả. Kim Thái Thịnh có chứng cứ. Chứng cứ đó có thể bắt được Mẫn Đông Nhiên. Vậy cho nên phải tỉnh lại mới được. Nếu như không tỉnh lại thì chứng cứ đó cũng vô dụng mà thôi. Thái Thịnh, cầu xin anh. Dạ, đã có kết quả cuộc họp hội đồng quản trị hay chưa? Vẫn chưa sao? Dạ. Vậy thì khi nào có kết quả hãy gọi cho tôi nha. Dạ. Vẫn chưa có kết quả sao? Dạ. Thật là lo lắng quá. Phó chủ tịch Khương Chính Quân phải trở thành chủ tịch mới được. Nếu như Mẫn Đồng Nhiên trở thành chủ tịch thì lệnh bắt giữ chủ tịch Khương sẽ được phán quyết. Tại sao? Sẽ đem chuyện chủ tịch Khương làm giả cuốn sổ thâu tóm trái phép, số tiền công phơi bày và đem giao cho bên cục điều tra. Giám đốc Mẫn Đông Nhiên có nói thế nào? Cũng là con người do một tay chủ tịch đã nuôi dưỡng. Đúng vậy, nhưng mà không biết được là lòng tham của Mẫn Đông Nhiên còn đi tới đâu nữa. Dạ, phó sở trưởng. À, tôi là có việc nên mới gọi nhờ ông. À, dạ dạ. Phải, nhờ ông tìm hiểu giúp tôi sự cố bảo quản trong chuyến Bindic 27 năm trước. Dạ. Lúc đó những đứa trẻ trong viện hy vọng đã đi Bindic và trận bảo quản lúc đó khiến nhiều đứa trẻ thiệt mạng. Trong đó có một đứa bé tên là Ngân Tú. Phải, nhờ ông hãy tìm giúp giùm tôi là chuyện như thế nào. Dạ phải, viện hy vọng. Tổ trưởng à, sao rồi, quyết định chưa? Là Chính Quân, là Chính Quân có phải không hả? Hay là Mẫn Đông Giang? Chuyện đó thì thế nào rồi, trưởng phòng quan? Chúc mừng anh nha, chủ tịch Mẫn Đông Nhiên. Đừng nói như vậy nữa. Đối với tôi mà nói thì vị trí đó là cao nhất rồi. Tôi sẽ không quên các vị đâu. Từ nay tập đoàn Vạn Phúc sẽ thừa sức mà lớn mạnh rồi. Nếu như giá cổ phiếu có thể tăng lên gấp 2-3 lần thì những người đã tin tưởng phó chủ tịch Khương Chính Quân cũng sẽ không nói lời nào mà im miệng lại thôi. Sẽ chỉ vậy thôi. Được. Giáo sư, hôm nay đã vất vả cho cô rồi. Cảm ơn cô rất nhiều. Xin lỗi cậu, tôi cũng là do không còn cách nào khác. Dạ, tôi có thể hiểu được mà. Chủ tịch Trương đâu rồi ạ? Vừa mới bỏ phiếu xong là đã có chút chuyện đi ra ngoài rồi. Bảo tôi là chuyển lời, cũng chưa kịp nói tiếng nào chào hỏi. Dạ không đâu. Chủ tịch Trương là khi nào mới về Mỹ lại vậy? Ông ấy sẽ đi chuyến bay buổi chiều ngày mai. Hôm nay nói là muốn ở cùng tôi. Dạ.
Vậy chân thành chúc hai người có khoảng thời gian vui vẻ. Thật lòng xin lỗi cậu. Dạ không có gì. Cái gì? Đột nhiên trở thành chủ tịch rồi sao? Mẹ biết rồi. Biết rồi mà. Ông ông ổn chứ? Ông vẫn ổn chứ hả? Ông ổn không? Hả? Tuấn Hy à, mau lại chào ông nội đi con. Ông à, có cần gọi bác sĩ Doãn không vậy? Vẫn ổn chứ? Sao vậy? Ông à? Vẫn ổn chứ? Ông à? Cháu chào ông ạ. Chủ tịch à, chúc mừng anh. Cậu chắc giả rồi, tới liền à? Dạ không có gì. Cuối cùng ngài cũng tìm được về vị trí trong mơ rồi. Thật sự chúc mừng ngài. Đúng vậy, cái vị trí đúng ra là đã ngồi từ lâu rồi, mà bây giờ mới được ngồi. Là vị trí đáng ra là của ba tôi. Chúc mừng anh, cuối cùng cũng đã đạt được rồi. Cái này gọi là không có gì là không thể đúng không? Không phải là không có gì. Không phải là chủ tịch Khương Vạn Phúc đã thất bại thảm hại rồi sao hả? Đến đôi mắt cũng chảy máu. Nếu như anh có thể tận mắt nhìn thấy được thì tốt quá. Em biết không hả? Đúng vậy, được thấy thì thật tốt. Quả thật là cái vị trí này rất là thích hợp với anh đó. Cảm ơn em. Nếu không có em giúp thì không dễ như vậy đâu. Thế nhiên, em đã trưởng thành rồi đó. Bây giờ đã trở thành chỗ đáng tin cậy của anh rồi. Chắc ba cũng sẽ vui lắm đây. Đương nhiên như vậy rồi. Phải như vậy chứ. Ngày mai đi thăm ba mẹ mới được. Dạ được. Anh chính cô thế nào rồi? Có cần phải đi an ủi anh ấy không vậy hả? Có thể là cần đó. Nhưng nếu đi bây giờ thì em sẽ bị tổn thương. Đừng quan tâm nữa. Vậy chính quân bây giờ ở văn phòng sao? Được rồi. Dạ. Tổ trưởng Mã cũng động viên anh ấy hả? Dạ. Mọi chuyện không phải kết thúc như vậy đâu. Chỉ cần không bỏ cuộc sẽ có kết quả tốt mà. Dạ. Chính quân à. Cái đó là Mẫn Đồng Nhiên đã thắng rồi, có phải vậy không? Phải. Mẹ mới gọi điện nói sẽ cùng ba được tiếp đến khách sạn luôn. Dạ. Anh xin lỗi. Cả ba và mẹ không thể thuyết phục họ được. Không phải lỗi của anh đâu. Trong chuyện này không thể trách ai được. Chỉ là do Đồng Nhiên quá mưu mô xảo quyệt, không biết làm thế nào. Chẳng qua là chúng ta không thèm hơn thua với anh ta thôi. Chỉ cần chọn con đường đúng đắn để đấu với anh ta. Cả hai anh em Mẫn Đông Nhiên và Mẫn Thế Nghiên
muốn đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn. Biết sai vẫn cố làm, cho nên càng muốn sẽ càng đạt được. Chiến đấu một cách lương thiện cũng có thể thắng, nhưng không dễ dàng. Cho dù như vậy cũng phải đấu một cách chính trực để thắng đối thủ chứ. Chỉ có cuộc chiến tranh như vậy mới có ý nghĩa mà thôi. Đúng vậy, còn đâu đánh giờ bận thế nào cũng vậy, đều phải có ý nghĩa. Đội trưởng Ngô, đi đâu vậy? Tôi đi vệ sinh. Cả ngày không làm việc mà chỉ đi vệ sinh thôi sao hả? Tập trung làm việc đi kìa. Tôi đau bụng quá rồi. Không biết tôi đã đến quan trọng cái công việc này dữ dội thế nào. Chắc không đâu. Cho dù là phải đi lao dài cho mận động viên cũng vẫn muốn ở lại công ty đó. Cho dù là phải đi lao dài cho mận động viên, ai lại làm như vậy được chứ? Cũng muốn ở lại công ty. Kệ người ta đi, trách nhiệm của một người ba bốn đứa con mà. Tôi cũng không muốn ngăn cản người ta chút nào. Cảm nghĩ thế nào? Ra ngoài. Có thấy quá đáng với người đến ăn ngủ mình không hả? Thế giới này cũng đâu phải đã kết thúc đâu. Làm gì phải bi quan như vậy chứ? Không lẽ anh Đông Nham sẽ đạp đổ chén cơm của anh sao? Mừng Thế Nghiên. Cho dù không còn là vợ chồng thì cũng là còn tình cảm anh em chứ. Coi như đứa em này đến ăn ngủ anh trai là được rồi. Cô đến để cười nhạo tôi à? Đến để thấy tôi làm loạn sao? Nhưng làm sao đây? Tôi vẫn chưa tuyệt vọng đâu. Giống như cô nói vậy, thế giới vẫn chưa diệt vong mà. Cô nghĩ là anh Đông Duy có thể ngồi vào cái ghế chủ tịch đó trong bao lâu? Tôi dám cá nhiều lắm là 3-4 ngày thôi. Còn cô, cho rằng có thể gượng được trong bao lâu đây? 10 năm. Đừng có nằm mơ. Anh Đông Nham tuyệt đối sẽ không xuống đâu. Xem ra là anh có cách có thể đẩy anh Đông Nham đi. Cho dù là cách gì thì anh cũng sẽ không làm được chuyện đó. Đã ngồi vào cái ghế đó rồi thì chuyện gì tiếp chắc anh cũng sẽ cũng sẽ biết thôi. Ra ngoài. Cô lập tức cút ra khỏi phòng của tôi. Anh đừng nóng, vẫn chưa bắt đầu mà. Hy vọng đừng quên chuyện này mà anh và ba anh xảy ra hiềm khích nha. Tập đoàn Vạn Phúc sẽ tính sao đây? Nếu chuyện đó xảy ra thì làm sao đây chứ hả? Tóm lại là phải tiếp tục sống, không phải sao? Xin chào cô. Tổ trưởng tổ khai thác hàng hóa Mã Đông Hy, trưởng phòng Dương Thủy Tinh, đại diện Lưu Trưởng Tú, tổ trưởng Ngô. Các người đã biết tin gì chưa hả? Ba người này chuẩn bị thu dọn hành lý đi là vừa. Cái gì? Ai nói vậy? Là tôi nói đó. Cô có quyền gì chứ? Nói thử xem, cô có quan hệ gì với công ty chúng tôi chứ? Nè, Đồng Nhàm là chức ngay cả cô cũng muốn trở thành đại diện của chủ tịch sao? Hơ, thật là nực cười mà. Nè, cô chẳng có cái quyền gì này hết á. Tôi sao? Nhìn sơ thôi thì biết rồi. Không lâu nữa thì tôi cũng sẽ trở thành người đại diện của thực phẩm Vạn Phúc Mận Thế Nghiên. Sắp sửa nhận chức rồi đó. Giám đốc đi thông thả. Đi thông thả nha. Cô ta vừa nói gì vậy hả? Người đại diện thực phẩm Vạn Phúc Mận Thế Nghiên. Nói cách khác là giám đốc của thực phẩm Vạn Phúc.
thật vô lý mà. Từ lúc Mẫn Đồng Nhiên bắt đầu làm chủ tịch thì đã vô lý rồi. Ôi trời ơi, bà nội đi đào cây thuốc rồi. Ôi trời, còn biết đọc sách nữa chứ, thông minh quá đi. Thật là thông minh đó. Gần đây còn học thêm tiếng Anh nữa đó. Trời, thằng bé 6 tuổi học tiếng Anh làm gì chứ? Là nó muốn học nên đòi mẹ dạy đó. Ôi trời ơi, Tướng Hy của chúng ta đúng là thiên tài mà. Đúng là thiên tài đó. Ôi trời ơi, thiên tài gì chứ? Chỉ là tò mò ham học thôi mà. Không biết mẹ của Tuấn Hy vất vả bao nhiêu nuôi nó lớn nữa đó. Mẹ Tuấn Hy dạo này làm gì vậy? Còn làm gì nữa? Trả lời những thắc mắc của phóng viên qua điện thoại cũng rất tiện mà. Rất tiện đó. Vậy sao? Sáu năm trước, lúc chính quân năn nỉ chúng tôi cho tụi nó kết hôn đó. Nếu như tụi nó kết hôn thì không xảy ra chuyện thế này đâu. Chỉ vì ham muốn làm cho mở mắt, khiến cho con người ta làm chuyện không nên làm. Bây giờ phải chịu sự trừng phạt. Tôi nghĩ như vậy đó. Đừng có nghĩ như vậy nữa. Nghĩ những chuyện đã qua rồi thì có ích gì chứ, có phải không? Chỉ khiến bà đau lòng thêm thôi. Nè, hãy xem mỗi ngày trôi qua là một ngày mới, đừng có nhớ lại nữa, có biết chưa hả? Hả? Phải, phải rồi. Nhưng mỗi khi tôi nhìn thấy Tuấn Hy cảm thấy có lỗi và đau lòng lắm đó. Thật là đau lòng mà. Cô về rồi sao? Cô xin lỗi vì đã không thể nghe yêu cầu của con. Mẫn Đông Nham đã trở thành chủ tịch rồi. Dạ, con nghe nói rồi. Con buồn cô lắm đúng không? Dạ không đâu. Nếu là cô thì con cũng sẽ làm như vậy mà. Không phải chuyện khác. Không phải là chuyện có liên quan đến 27 năm trước. Cô luôn cho rằng con gái mình đã chết sao? Con không có giận cô đâu. Cũng không phải chuyện có thể giận cô. Cảm ơn vì đã hiểu cho cô. Nói thật là chuyện của chủ tịch Khương và Khương Chính Quân không liên quan gì tới cô. Cô chỉ nhìn sự việc xảy ra trước mắt. Cô cá nhân quá không? Ai cũng đều có chuyện cá nhân mà. Cái nào cũng rất nhanh. Phải, cô cũng đang tự an ủi mình. Con mau tan ca đi. Nhưng mà chủ tịch Trương đâu? Ông ấy không thể đi với cô được đâu. Có rất nhiều nơi đang xếp hàng đợi ông ấy. Dạ. Gặp được nhân viên 6 năm trước trả lại sợi dây chuyền sao? Là tiệm bách quá niên thế. Phòng tư vấn người tiêu dùng hả? Mặc dây chuyền. Alo, Thế Nghiên à? Cái gì? Bây giờ sao? Phó giám đốc à, là tài liệu điều tra Bộ trưởng Lưu về việc tư vấn chủ đầu tư Thành Chân. Chủ đầu tư Thành Chân hình như là công ty giả mạo của bọn họ. Công ty giả mạo sao? Vậy là thông qua công ty giả mạo để mua cổ phần của Vạn Phúc hả? Thông qua 3-4 lần giao dịch mới có cổ phần mượn tên, có phải như vậy hay không hả? Hình như là như vậy. Đem nội dung giao dịch cổ phần và tất cả tài liệu nào dung giao dịch từ trước đến giờ đưa đây. Đây không chỉ là giao dịch trốn thuế, còn có thể làm giả cổ phiếu phi pháp nữa. Tôi hiểu rồi. Mẫn Đồng Nhiên, tôi sẽ đấu với anh đến cùng. Anh đã gặp được nhân viên bán hàng của cửa hàng bách quá hả? Dạ rồi, tôi đã tìm được nhân viên chuyển giấy nhận sợi dây chuyền đã mất năm đó rồi. Anh làm thế nào gặp được cô ấy vậy? Tôi bởi vì khó khăn quá nên từ bỏ rồi. Nói thật thì tôi cũng rất là lo. Là cô ấy có thể nhớ được chuyện 6 năm trước hay không?
nhưng mà cô ấy vẫn nhớ. Sao lại có thể? Cô ấy nói là đến nhận sợi dây chuyền mang rất nhiều trái cây và một cái bánh kem rất là to. Nói là bản thân làm việc tại đó đã 3 năm nhưng mà chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy, vậy nên cô ấy mới nhớ đến giờ. Cô ấy nói là người như vậy sao? Cũng có chút kỳ lạ là cái người còn nhớ đó là một người rất trẻ, trông cao lắm cũng chỉ khoảng 30 tuổi. Nói là người đó ít nhất cũng từ 20 đến 30. Tôi chắc chắn là như vậy. Cái gì? Tổng hợp là những lời cô ấy nói hình như không phải là mẹ của cô đâu. Vậy thì tại sao lại có sợi dây chuyền đó được? Cô ta là nhân viên nên không biết được. Nếu suy nghĩ kỹ lại thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Hoặc là cô ta đến theo lời dặn của mẹ cô, hoặc là có một người khác cũng có sợi dây chuyền giống như vậy. Đó cũng không phải là sợi dây chuyền duy nhất trên thế giới mà. Nhưng mà quả tiếng ngôi sao vừa đúng như của tôi, y như là ban đầu được làm từ một người vậy đó. Cứ coi như là vậy thì Lý Huệ Anh cũng chưa chắc là mẹ của cô. Nếu như là 30 tuổi thì không thể là ở độ tuổi đó được. Cô à, cô cứ ở đây đi. Cháu sẽ đến đó trước nói với cô ấy. Thư Tĩnh vốn rất nhạy cảm à. Ừ, cô biết rồi. Thư Tĩnh à, Thế Nghiên à, Ngân Tú. Lần trước mình đã nói với cậu rồi đó, đó là cô của tớ. Cách đây không lâu mất đi một đứa con giống hệt như cậu vậy. Vậy nên rất là nhớ đứa con gái đó. Không biết là đã chịu biết bao nhiêu đau khổ rồi. Nên mình đưa cô đến đây, trông thấy cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Cứ như vậy nha. Có thể đến chào hỏi một tiếng có được không hả? Sẽ an ủi cô ấy đó. Đừng có nhắc đến chuyện của con gái nha. Mình biết rồi. Nhưng mà nếu như gặp mình mà cô ấy khóc thì phải làm sao? Cứ coi như là làm việc tốt đi. Nếu như có thể lau nước mắt cho cô ấy thì càng tốt hơn. Mình sẽ không chịu trách nhiệm đâu đó. Con chào cô. Ngân Tú hả? Dạ. Cô à, con có còn nhớ cái tên Ngân Tú không? Dạ. Dạ con nghe mẹ. Dạ. Dạ không à. Dạ bây giờ con sẽ tới. Dạ. Dạ xin lỗi cô, bây giờ con phải đi rồi. Mẹ chồng con đã gọi con về. Được rồi, vậy thì cứ về trước đi. Không phải mẹ chồng cậu gọi tên là sợ sao? Đúng rồi. Ngân Tú. Cô à, cô vẫn ổn chứ? Ừ, cô ổn mà. Ngân Tú của chúng ta thật xinh đẹp. Ngân Tú của mẹ thật là xinh đẹp. Là do lớn lên trong gia đình giàu có mà cô à. Nhưng mà cô à, cô đừng quá đau lòng mà. Còn nữa, không thể gọi cô là mẹ là bởi vì đã quá thân thiết với mẹ nuôi rồi. Vậy nên không dễ dàng gì mà gọi mẹ được đâu. Cô không sao đâu. Nếu như Ngân Tú nhà cô có thể lớn lên hạnh phúc, vậy thì quá đủ. Cô không cần gì hết. Như vậy là quá đủ rồi. Nè mau vào thôi. Mẹ ơi, Tuấn Hy về rồi sao? Gọi điện thoại là được rồi, em sẽ đến đón. Không được đâu, nên để cho anh đón chứ. Cảm ơn em nha. Giờ Tuấn Hy mà ba mẹ anh đã rất vui. Tuấn Hy á, đã đem lại nguồn động viên rất lớn cho mọi người. Thật sự rất cảm ơn em, Ngân Tú. Mẹ ơi,
con đi chơi trò chơi có được không? Được thôi. Anh vẫn ổn chứ? Sau này anh định sẽ thế nào đây? Những việc sau này thì thật khó mà đoán được. Nhưng mà không phải vì quyết định của học hội đồng lần này mà mọi chuyện đã kết thúc. Em cũng nghĩ như vậy đó. Không phải vì chuyện của ngày hôm nay mà mọi chuyện kết thúc. Kim sở trưởng nói không chừng biết Lý Huệ Anh là mẹ của em đó. Em đã nghe nói chưa? Rồi. Lại trở về điểm xuất phát. Em đừng thất vọng. Có thể sau khi thất bại trong việc tìm Lý Huệ Anh thì manh mối sẽ có nhiều hơn nữa thì sao? Mẹ ơi, con không thể ăn cơm tối với chú sao ạ? Hả? Sao con lại thích ăn cơm với chú? Dạ. Chú ơi, ở lại nhà cháu ăn cơm tối rồi hả dì? Chú cũng nghĩ như vậy đó. Có được không đây? Nếu như em không đồng ý thì anh về là được rồi. Nhìn hai người nhìn em như vậy, em phải nên nói thế nào đây? Được rồi, nhưng mà không có thức ăn gì cả. Trời nóng nên em không làm gì hết đâu. Chỉ cần có cơm là được, không sao đâu. Con cũng vậy đó. Tô Lạp đâu rồi? Đang chơi trong phòng mẹ. Tô Lạp à, ra đây đi con. Nó đang làm gì nữa vậy? Không sao đâu, tôi sẽ vào trong xem thử. Cô chủ về sẽ lại không vui đó. Cô ấy nói là không được tùy tiện. Tôi chỉ đến thăm Tô Lạp một chút rồi đi. À, Tô Lạp à. Chào chú. Cháu vẫn khỏe chứ? Wow, cháu chơi một mình có vui lắm không? Tô Lạp à, sẽ dây chuyện đó cháu lấy ở đâu vậy? Không phải là gì đã nói không được làm lộn xộn phòng hả? Không phải, đây là của cháu. Không được, để mẹ biết sẽ bị la đó. Tô Lạp à, để chú xem thử có được không hả? À, sợi dây đẹp quá, thảo nào Tô Lạp chúng ta cứ giữ mãi trong tay thôi. Cũng phải để cho ba xem thử chứ. Wow, thật là đẹp có phải không hả? Anh đang làm cái gì vậy? Từ Hiền Vũ, bây giờ anh lại muốn đến nhà người khác làm lộn lên sao? Cái này ở đâu ra vậy hả? Đó là cái gì mà dọa con bé thành ra như vậy? Anh không cần phải biết đâu. Mau đi ra ngoài cho tôi. Cái đó là Tô Lạp lấy từ trong phòng ra đó. Chị à, tôi đã nói rồi mà, không được tùy tiện mở cửa cho người khác vào. Tại sao lại để cho ta vào đây chứ? Mật Thiên Kiên, tôi là ba của Tô Lạp, tôi có quyền thăm con bé. Nếu cứ như vậy nữa thì tôi sẽ đưa con bé đi đó. Ai cho phép anh hả? Cô thật là... Tô Lạp à, xin lỗi con nha, xin lỗi con đừng khóc nữa, ba không giận đâu. Đừng khóc nữa nha, ba không giận nữa. Không sao đâu mà, không có gì hết. Không có tức giận đâu, ba xin lỗi. À, con đừng khóc nghe, Ninh Ninh ngoan nè. Ba xin lỗi con nghe Tô Lạp. Đến đi con. À, Tô Lạp ngoan. Nè, Tuấn Hy thiệt là ngoan. Con thật là đáng yêu. Trước giờ chưa bao giờ kén ăn cả. Còn thích ăn cơm nhà nữa đó. Cơm của mẹ nấu là ngon nhất đó. Vậy sao? Chú cũng nghĩ y chang như vậy. Cơm của mẹ nấu là ngon nhất trên đời có đúng không? Hả? Dạ. Cảm ơn hai người nha. Alo. À, anh Trấn Cửu hả?